lại là chia tay sau những lần không hiểu nhau. Em là cô gái 21 tuổi, có đầy ước mơ và hoài bão. Sài Gòn nắng gió và mưa nhiều đã giúp em trở thành cô gái mạnh mẽ giữa thành phố này. Em là một cô gái cung Bạch Dương, bên ngoài tuy mạnh mẽ, nhưng bên trong vẫn nhu mì và luôn khao khát có một tình yêu đẹp. Vậy mà em vẫn chưa có người yêu, bởi vì em luôn nhớ một người nhiều hơn em nghĩ. Em chẳng thấy buồn phiền khi anh yêu người khác. Tất cả mọi thứ được em sắp xếp gọn gàng từ lúc anh đi. Em tưởng em đã quên rồi, nhưng hóa ra em vẫn đợi. Rất là bất ngờ khi mà Ngọc là một cái người mà tôi đã quen rất là lâu rồi, từ cái thời mà tôi mới chập chững là sinh viên thôi, và Ngọc cũng đang còn độ tuổi đi học. Anh muốn biết là lý do lớn nhất em tới đây là gì? Để gặp anh. Rất lâu rồi em mới ngồi đối diện với Tú, đúng không? Chỉ thường là nhắn tin hoặc là anh đi coi em thi tốt nghiệp, hoặc là em đi coi anh diễn, nhưng mà không có gặp nhau. Và đây là lần lâu lắm rồi mới ngồi đối diện với nhau. Em tới đây cũng để muốn là để giải thích cho anh rõ những cái hiểu lầm mà em đưa trong từ khóa. Tôi cảm nhận được là Ngọc vẫn còn tình cảm với Tú. Và tới ngày hôm nay Tú mới biết được một sự thật. Tú không biết là Tú có gây cho Ngọc một cái hiểu lầm là suốt bao nhiêu năm nay Tú vẫn giữ liên lạc với Ngọc, là Tú vẫn còn thích Ngọc hay không. Nếu như có một cơ hội là Tú với Ngọc có thể quay lại với nhau hay không. Có phải là khi mà mình chia tay thì em không biết là ai đã nói là em cắm sừng Tú, nhưng mà lúc đó em chưa định nghĩa được từ cắm sừng là như thế nào hết. Nhưng mà Tú cứ khăng khăng là em cắm sừng Tú, và Tú im lặng, Tú không muốn nghe giải thích gì hết. Em muốn nói với Tú là em chưa hề cắm sừng Tú. Buổi chiều hôm ấy, ước chi anh còn chưa nói những câu vô tình đau nhói, khiến yêu thương đành tan theo mây khói chiều. Có thể là lúc đó em vô trường có nhiều người fan, có nhiều người nói chuyện, nhưng em chưa hề có một suy nghĩ nào khác là bắt cá hai tay hay là để cắm sừng anh hết. Cái thời điểm mà tụi mình quen nhau á, thời điểm đó em còn đi học cấp 3, anh là sinh viên. Phải nói là biết nhau khá lâu. Ngày hôm nay em tới đây em muốn gặp anh để em giải thích những cái hiểu lầm lúc trước. Dạ, còn muốn nói cho anh biết là
10 năm rồi em vẫn cứ thích anh. Chờ đợi người, chờ đợi mãi, người đang ở đâu em mong được chi? Chờ đợi người từ hạ xưa nay đông sang rồi, người có tới là vì người lòng này nhức nhối đến. Nếu em thích anh, tại sao em không nói? Tụi mình vẫn liên lạc với nhau, em cần cái gì anh luôn có mặt. Nhưng mà tại vì em thấy những lúc khác tôi có người yêu, và em không thích làm phiền luôn. Đi xa cùng nhau, và thật lòng cũng chẳng mong anh yêu em nhiều. Vì em biết riêng anh ăn lòng triệt nghĩ, nếu có giây phút nào anh nhớ về em, đáp lại chỉ là cả bầu trời hoang vắng trong đêm không gian thinh lặng. Có những em muốn nói là hồi nãy em có nói cái từ mà yêu lại từ đầu á, em không biết anh nghĩ như thế nào về cái từ đó. Đối với anh á, tụi mình biết nhau khá lâu, vì lúc đó em còn nhỏ, anh cũng nhỏ, và tới khi mà anh lên sinh viên thì anh mới dám tìm hiểu em. Và sau đó là xảy ra cái chuyện hiểu lầm. Ngày hôm nay em tới đây giải thích cái chuyện hiểu lầm. Anh hiểu, và anh xin lỗi em. Chờ đợi người, chờ đợi mãi, người đang ở đâu em mong Tú, được. Cái người Tú nó rung bảy 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 bảy. Tú không biết phải nói gì, cái tim nó cứ đập như nó thòng xuống, như nó không có một cảm xúc, như là bị trơ luôn á, bị đơ luôn á. Hy vọng là Tú và Ngọc vẫn còn giữ được cái tình bạn với nhau. Thật sự suốt bao nhiêu năm qua, đối với anh có một quan điểm là khi chia tay vẫn là bạn, và em là người duy nhất ở thời điểm đó anh tìm hiểu mà nhỏ tuổi hơn anh, chỉ duy nhất một mình em. Và sau chuyện đó trở đi thì chúng ta nói chuyện lại với nhau rất bình thường, như hai người bạn. Và anh rất là quý em, và đó là điều mà suốt bao nhiêu năm qua anh luôn bên cạnh em. Nếu em cần gì anh sẽ giúp. Đó là cái tình cảm anh dành cho em. Và cái đó nằm ở một cái góc khuất trong anh. Cho dù anh có bạn gái mới hay là anh độc thân, anh vẫn có thể lo cho em. Nó không còn là một cái tình yêu nữa, mà nó là một cái gần như tri kỷ. Vậy thì ngày hôm nay em tới đây, em muốn yêu lại từ đầu với anh. Vậy thì em có nghĩ là chúng ta sẽ lạc mất nhau một lần nữa không? Em nghĩ là không. Tại vì như anh nói, như em nói, trước đó chúng ta còn quá nhỏ. Bây giờ em đã tốt nghiệp, đã
có suy nghĩ chín chắn hơn. Và em đã thật sự nghiêm túc với một cái việc gì mà em làm, đặc biệt nhất là trong tình yêu. Em thật sự muốn nghiêm túc với một mối tình mới. Có thể em biết là Tú lên đây là để tìm một người mới, người mới hoàn toàn. Nhưng mà sau nhiều năm mình đâu có gặp nhau, cũng đâu có ngồi đối diện với nhau, em cũng đã thay đổi rất nhiều. Em không còn như trước, không còn con nít như trước, cũng xem như là một người mới vậy. Vậy thì anh có mở lòng với một người mới với em? Suốt bao nhiêu năm nay anh đã cất cái chuyện tình cảm đó rất sâu trong lòng mình rồi. Và anh chỉ coi em là một người em gái. Nên ngày hôm nay anh đã hiểu em hơn. Em cũng hiểu về anh hơn. Anh mong là chúng ta sẽ vẫn giữ được cái tình bạn này. Anh không muốn phát triển nó tình yêu, anh không muốn chúng ta lại phải xa nhau một lần nữa. Bởi vì bây giờ quan điểm trong tình yêu của anh nó khác rồi. Anh xin lỗi. Mong là em hiểu cho anh. Chuyện tình cũ quên rồi, quên hết tháng ngày rồi. Chỉ còn ánh mắt với nụ cười. Yêu thương một cái người nào đó thì mình nên tôn trọng cái quyết định của người khác. Ví dụ như bây giờ Tú đã chọn như vậy rồi, nhưng mà em nghĩ là em có nói nhiều hơn đi chăng nữa thì người ta vẫn giữ cái ý nghĩ của người ta, người ta không thay đổi được. Thấy nếu như Ngọc là một người mới, không phải là người yêu cũ của Tú đi tỏ tình với Tú, Tú cũng sẽ không đồng ý. Vì hai cái luồng tư duy nó khác nhau, mỗi người trải qua một cái hoàn cảnh khác nhau. Tú trải qua cái này, bạn Ngọc trải qua cái kia, và đã quá lâu rồi. Cái cảm xúc về tình yêu đó, nó nhạt nhòa lắm. Của em, mà mối tình đầu thì chắc chắn không một ai quên hết. Em cũng vậy, cái mối tình đầu này sẽ luôn nằm mãi trong tim em, trong ký ức của em. Tôi biết là sao đến từ Hà Nội. Thân hình của em cũng nhỏ nhắn như cái tên của em vậy, Quỳnh Nhi. Vì nhỏ bé nên em cũng chẳng muốn lớn lên như bao người khác, vẫn luôn muốn là trẻ con mãi thôi. Suy nghĩ rất thực tế, chẳng biết mơ mộng ra sao cho đến khi em gặp được anh. Vì thế em đã quyết định bay từ Hà Nội xa xôi vào Sài Gòn này đấy. Anh có biết điều gì không?
em chuẩn bị xuất hiện trước mắt anh và bắt cóc anh về với em rồi đó. Hôm nay nói chuyện thoải mái nhá. Đầu tiên em muốn Nam mặc cái áo này vào. Mặc áo vào? À, đúng rồi, bỏ cái áo khác bên ngoài ra. Mượn cho ông mượn, lấy vía. Mặc lộc vào luôn à? Rồi, xong. Thì từ ngồi ghế nha. Sao anh lại đưa cho anh cái áo này không? Biết. Nhìn cái bộ quần áo ấy nó màu quen không? ABC à? Không ạ. Ok. Em vẫn nhớ ngày đầu tiên khi mà em gặp anh á. Thì hôm đó anh có mặc một chiếc áo đi màu đỏ. Hôm mà anh đèo em về á, và em mặc nguyên bộ này. Anh biết hình này không? Rồi, anh nhớ rồi. Hình này là như thế nào? Hình này là hình anh chụp. Đúng rồi, vẫn nhớ đấy. Đây là hình anh chụp cho em. Hôm đó quay vào cái concept Giáng sinh như thế này. Em nhớ là hôm đầu tiên em nói chuyện với anh ấy, thì là em với anh có quay cả đêm. Thì trong lúc mà nói chuyện ấy, em thấy anh là một người cũng ấm áp, cũng sống tình cảm. Sau đó thì em quyết định là có đi xe máy cùng anh từ Hưng Yên về đến Hà Nội. Anh đèo em. Thì trên đường về quay cả đêm không ngủ, thì anh có nói là nếu như mà mệt thì dựa vào lưng của anh nghỉ một tí đi. Nhưng mà em cảm thấy là hay thích thích một xíu à. Sau đó thì đến đoạn Trường Chinh, đoạn đường Trường Chinh ấy, ngay đầu đường nó có đoạn hơi sóc một xíu, thì anh có vòng một tay ra sau lưng em và đỡ em không sợ bị ngã. Lúc đấy em kiểu không biết sao, tim đập rất là mạnh á. Và từ lúc đấy em có... Ê, đừng khóc nha. Anh sợ nhất nhìn thấy con gái khóc á. Em hơi mau nước mắt. Chuyện về những ngón tay đàn, chuyện về những cái ôm nhau thật chặt. Em bước bên anh một chiều nhiều gió. À, không được khóc, không được khóc. Mất sinh ha. Không được khóc, khóc mất sinh. Ngân rộn ràng, mình tĩnh. Tình ấm hơn mùa đông, chợt nhớ khoảng trời. Thì lúc ấy em bắt đầu có ấn tượng với anh, mặc dù là cả đêm còn nói chuyện với nhau thì chỉ thấy anh vui vẻ thôi, hòa đồng thôi. Đến sau sáng hôm đó anh có đưa em đi ăn sáng, bởi vì mệt nên là em có gục đầu xuống màn em nghỉ một chút. Thì lúc mà anh gọi em để ăn á, thì em ngửa lên. Cả số nói chuyện em thấy anh kiểu cũng bình thường, không đẹp trai lắm như mọi người hay nói. Nhưng mà lúc ấy tự nhiên ngẩng lên thấy anh đang cười á, thì tự nhiên lúc ấy cảm thấy rất là đẹp trai. Một sáng thức dậy, nhìn thấy anh bên mình, thấy em ngủ vui trong vòng tay anh. Khó nói lắm, cái cảm xúc ấy rất là khó nói. Đấy là cảm xúc mà em nhớ nhất, mà đến bây giờ em vẫn nhớ. Bây giờ em có một món quà này dành cho anh ngày hôm nay. Ở đây này, anh có thể tự ra chọn một món, xem là món quà nào là món quà em dành cho anh. Tức là anh mở hết à? Không, chọn một cái thôi. Có hộp không có gì đâu ạ. Tức là bây giờ mà chọn vào hộp không có gì là thôi. Trong hộp nhỏ lại có hộp nhỏ hơn, hộp nhỏ hơn lại có hộp nhỏ tí hi. Hộp nhỏ nhất thôi. Một cái ốp điện thoại. Đó. Đây là ốp đôi với em à? Đúng rồi. Anh có biết là từ xưa bây giờ em quen anh gần một năm, nói chuyện với nhau cũng nhiều. Sau đấy vẫn có một vài lần gặp nhau. Thì anh có biết điều gì không? Em với anh chưa chụp được một kiểu ảnh nào luôn á. Hôm nay chụp nha. Ok. Đây hả? Đây, đây đi. Này, này. Nam cầm lên cho mặt em đỡ to. Tonight where the world is sleeping, hold on, hold tight to the magic of Christmas time. Ok.
nay em muốn là trong chương trình này, trong cái khoảnh khắc như thế này, anh là người yêu của em rồi nha. Anh không có quyền từ chối. Có một điều mà em nói ở trong buổi chìa khóa là em rất thích được người yêu thơm lên trán. Bây giờ em muốn nắm thơm lên trán em được không? Có thể làm cái khác được không? Bởi vì anh xin lỗi, bởi vì là kể cả là ngày hôm nay anh có nhận là làm người yêu của em giả vờ tại đây, nhưng mà những cái cử chỉ hành động mà anh làm để anh dành cho người yêu thì anh xin lỗi là anh chỉ có thể làm được với người yêu của anh thôi. Anh xin lỗi, thì mình có thay vào đó bằng một cái khác được không? Nói tiếp này. Có thể là em mang tỏ tình của em ý, nó không có quá nhiều thứ nổi bật, nhưng mà mục đích chính của em là em muốn nói anh. Trước khi mà em đến đây ý, thì em cũng có nói với Nam là em sẽ tham gia chương trình này. Anh nói là anh sẽ chờ em, ngồi chờ em đến đúng không? Nhưng mà tại sao khi mà em đến đây ý, anh cũng tránh né em ý? Anh đâu có tránh né em đâu. Rõ ràng là ai cũng nhìn thấy mà. Anh không tránh né em. Có. Trời ơi, không khóc nữa. Đừng khóc nữa được không? Đi, đi. Trời, khóc nhiều quá. Mày không biết trường, trường. Thôi, nhưng mà bị cha, sẽ đem tới. Bình tĩnh nào. Rất là bình tĩnh. Anh hy vọng là cả hai sẽ bình tĩnh. Cảm ơn bác. Cười lên cái cho xinh à? Thì em có nói với anh là em chỉ tham gia để vui thôi, chứ không phải là có tình cảm gì với anh cả. Em biết là em cũng có ấn tượng với anh ngay từ lần đầu tiên gặp, nhưng mà chưa bao giờ em nói với anh là em thích anh hay là em có cảm tình với anh. Nhưng mà hôm nay em muốn khẳng định lại là em tham gia chương trình này là vì anh. Em nghĩ là anh cũng đủ thông minh và tinh tế để hiểu được cái tình cảm chân thành của em dành cho anh. Có thể là anh sẽ không tin vào tình cảm chân thành của một cô gái nào đấy đâu, nhưng mà cái tình cảm chân thành này nó đang hiện hữu ở đây này. Không được lâu nữa. Thì đừng khóc nữa. Nếu như mà em không thích anh ấy thì em đã không bỏ tất cả công việc của em ở ngoài Hà Nội vào đến tận đây một tuần. Và ngay chiều nay và tối nay thì em có lịch quay ở Hà Nội rồi. Nhưng em đã hủy khi mà nói mọi người nói là nếu như mà sợ quay muộn anh kiểu mệt ý, thì em đã quyết định luôn là em sẽ hủy vé máy bay và bay ra Hà Nội vào đêm nay. Thì em nghĩ là nếu như em làm như thế thì em cũng sẽ cảm nhận được tình cảm của em. Cảm động và anh cảm ơn em. Đây là một cái bịt mắt. Bây giờ thì em sẽ bịt mắt của anh lại và làm một điều tiếp sau đó anh sẽ không biết nha. Rồi, ok, đợi xíu, đứng dậy nè. Rồi. Đây là gì đây, biết không? Cát. Đúng rồi. À, em muốn in dấu chân lên à? Không phải. Đây là cát. Ở đây không có biển, em không cho chương trình ra biển quay được. Nên là em chỉ có cát như này thôi. Những tình cảm của em cũng nói hết với anh rồi. Em có một điều nữa. Đó chính là em rất thích được đi du lịch cùng với người yêu, và nhất là đi biển. Thế giờ em hỏi Nam nha, Nam có đồng ý đi về với em và chúng ta sẽ có một chuyến du lịch không?
qua chương trình ngày hôm nay, em muốn nói đến mẹ em là con thích thật đấy chứ không phải là nói vui đâu ạ. Đó, lúc mà anh gọi em để ăn á, nhưng mà lúc ấy tự nhiên ngẩng lên thấy anh đang cười á, không biết sao tim đập rất là mạnh á. Thì em cũng có nói với Nam là em sẽ tham gia chương trình này. Anh nói là anh sẽ chờ em, ngồi chờ em đến đúng không? Nhưng mà tại sao khi mà em đến đấy anh cứ tránh né em ấy? Có thể là anh sẽ không tin vào tình cảm chân thành của một cô gái nào đấy đâu. Nhưng mà cái tình cảm chân thành này nó đang hiện hữu ở đây này. Thì anh rất cảm ơn vì hôm nay là Nhi đến chương trình tỏ tình anh. Thực ra anh thẳng thắn lắm, anh rất là rõ ràng trong chuyện tình cảm. Anh và em biết nhau lâu như vậy rồi, thực sự là khoảng thời gian dài như thế thì chắc chắn là em sẽ biết được là anh thích em hay không. Trước giờ em cũng thấy anh rất là rõ ràng. Và thực sự là anh chỉ coi Nhi như một người bạn. Như một người bạn chơi cùng. Và anh rất quý Nhi. Và bởi vì em có nói trước với anh là em sẽ đến đây rồi, nên là anh rất sợ chúng ta lại không thể làm bạn nữa. Anh sợ điều đó thôi. Anh thì anh vẫn rất sẵn lòng. Và anh hy vọng là khi mà chúng ta trở lại với công việc, với cuộc sống đời thường hàng ngày thì hai chúng ta vẫn là bạn. Và anh xin lỗi. Xin lỗi cơn mưa vừa qua, xin lỗi cơn đông vừa xa, xin lỗi nỗi vui còn vương lại, đôi khi đắng cay lòng này. Xin lỗi gái, thì em cũng biết nào là một người rất rõ ràng về chuyện tình cảm. Nên em cũng cảm nhận được là nếu như anh thích em thì anh đã có thể nói từ rất là lâu rồi. Ngày hôm nay em được đứng ở đây nói hết những cái tình cảm của em dành cho anh rồi, thì em cũng cảm thấy là mình thoải mái hơn rất nhiều. Em nghĩ là không sao cả. Em nghĩ là thời gian thì nó có thể khiến cho mọi thứ tốt đẹp hơn. Nam vui, nhưng mà về sau em và Nam vẫn là bạn nha. Anh vẫn rất sẵn lòng. Anh chỉ sợ nhất là điều mà em lên rồi em về em ngại, em lại không làm bạn với anh nữa thôi. Rồi, thế hứa với anh không khóc nữa nha. Ok. Sẽ lại thấy hàng cây rất xanh, sẽ lại thấy ngọn gió rất trong lành. Ngày hôm nay em là Thanh Huyền, cô gái 22 tuổi, nhiều năng lượng và vô cùng tích cực trong cuộc sống. Thế giới của em có rất nhiều màu sắc, mỗi màu là một cung bậc cảm xúc khác nhau. Và khi em nhìn thấy anh thì em nhận ra mình đã tìm được màu của tình yêu. Em chưa từng đủ mạnh mẽ để đứng trước một ai đó và nói lên tình cảm của mình. Nhưng hôm nay em đã hít một hơi thật sâu và sẵn sàng rồi đây. Chúng ta đã từng thấy nhau, có lẽ là đã gặp nhau.
Nhưng liệu anh có còn nhớ cô gái của ngày hôm đó? Mà thật ra anh có nhớ hay không cũng không quan trọng. Vì bây giờ em đã đến đây, đứng trước mặt anh và khiến cho anh sẽ phải nhớ về em rồi đó. Em đến đây để anh phải nhớ về em. Chắc chắn là anh sẽ nhớ em mãi rồi. Giống như là em chọn cái khung hình này chẳng hạn là tại vì em nghĩ là anh là một diễn viên. Thì cái lúc mà anh đứng trước ống kính, đứng trước máy quay thì anh là anh. Okay. Anh vui nhất. Thì em nghĩ là đó sẽ là nơi mà anh được là chính mình. Cảm ơn em. Vậy anh có biết em gặp anh lâu rồi không? Anh nhớ lúc ban đầu là em nói là em đã từng gặp một trong cái người mà em đến đây để ngày hôm nay tỏ tình, em đã gặp cách đây gần một năm. Và anh nghĩ là chắc là đợt phim Thưa Mẹ Con Đi của anh ra hả? Lúc đó thì anh đi với mọi người rất là nhiều, đúng là đợt đó. Và em giống như là chỉ nhìn thấy anh ở từ xa, nhìn thấy Gia Huy. Em đã thích cái tên anh rồi. Xong rồi cái lúc mà em nhìn thấy anh lướt qua thôi, chết rồi, dính rồi. Em có thể vô trong và lấy một món quà cho anh không? Ok. Biết gì đâu? Nước ngọt. Phải anh thích không? Ok, anh thích nước ngọt. Em biết là anh thích nước ngọt và cũng thích cái này nữa. Giống như là từ lúc đầu em gặp anh chỉ thoáng thôi. Thấy. Rồi. Huy à. Huy à, anh cười đẹp lắm. Cảm ơn em. Giống như lúc em gặp anh, anh cười rất tươi. Người nụ cười anh trong phát siêu lòng em ngay từ phút ban đầu. Em cười nụ cười chưa hết cô, thế nên tình sâu âm thầm em giấu. Có một lúc em lại nhắn tin cho anh luôn. Em đã từng nhắn tin cho anh à, cái đó là cũng là cái lỗi của anh vì anh không nhớ. Nhưng mà nếu mà ngày hôm nay em đã tới đây rồi để có tại sao chúng mình nhìn ra nhau sớm hơn đừng có thế. Cái đó là có lỗi của anh và anh rất hay xin lỗi. Và có lỗi thì phải xin lỗi. Anh xin lỗi em. Nhưng mà ngày hôm nay em đã tới đây vì anh rồi. Để có thể làm điều gì chuộc lỗi lại cho em vui thì anh sẽ làm bất cứ điều gì tại sân khấu này cho em. Lúc anh ngồi ở dưới em, lúc em bước ra, ánh mắt đầu tiên của em là hướng về anh, là ngay lúc này luôn. Nhưng mà em đã mất xung quanh, em nhìn mọi người. Em nhìn vậy thôi chứ mắt em ở đó đó. Mà lúc mà em trò chuyện cùng với mọi người thì em thấy mọi người hỏi rất là nhiều nhưng mà anh không hỏi câu nào hết. Nên là em suy nghĩ chắc là em không phải là mẫu người mà anh thích. Và nếu suy nghĩ của em sẽ không như vậy, sẽ không phải là em mà là cô ấy. Em không phải là người, đi đến cuối cùng sẽ không phải là em. Em có mang đến một câu hỏi. Vậy thì bây giờ anh sẽ cùng em qua đó nha. Làm sao để biết bạn thật sự thích một người? Vậy theo anh thì làm sao để anh biết thật sự anh thích người ta? Trong tình yêu anh thiên về cảm xúc nhiều hơn là lý trí. Trên hết tất cả,
để biết được mình thích một người nào đó là con tim phải rung động và luôn luôn phải rung động. Anh nghĩ là như vậy. Còn với em, anh giúp em được không? Vậy anh vẽ giúp em một chiếc nón nha. Đối với em, khi mà em thật sự thích một người, em sẽ luôn muốn bảo vệ và che chở cho người đó. Em rất sợ khi nhìn thấy người mình thích có những cái dòng trạng thái nó không được vui vẻ, giống như là một chiếc nón. Em có thể bảo vệ anh trước những giông tố ngoài kia. Em sẽ lắng nghe anh mọi thứ. Người đàn ông em yêu đôi khi có những phút giây yêu đôi khi. Lần thứ hai, làm sao được biết bạn thật sự thích một người? Anh viết vẽ giùm em một cơn gió. Khi em thích một người, em cảm thấy em ganh tị với cái gió, tại vì nó lúc nào cũng bên cạnh anh. Anh chỉ cần phẩy tay thôi là nó sẽ xuất hiện. Nhưng mà em nghĩ là em không thể là gió thật, nhưng mà em có thể nhờ gió lúc nào cũng bên cạnh anh. Ê trời ơi! Một cái cuối cùng, anh vẽ giùm em một đốm lửa. Với em, có thể là chiếc nón em có thể tặng cho anh, cơn gió em có thể nhờ nó, nhưng mà với đốm lửa này, anh cần một người để sưởi ấm. Nơi ấm nhất trong ngôi nhà là căn bếp. Em biết nấu ăn. Em muốn là người chuẩn bị bữa cơm cho anh. Khi anh về có cơm, em sẽ làm ấm căn bếp của anh. Anh bước vô khung lại với em nha. Happy ending đây. Lúc mà em đến đây, em đã nói với anh, bây giờ anh có sẵn sàng để làm người yêu của em trên sân khấu này hay không? Anh đã sẵn sàng. Nhưng bây giờ em muốn hỏi anh, vậy anh có đồng ý khi bước ra khỏi sân khấu này em sẽ là người yêu anh không? Cá tính như thế nào, bản lĩnh như thế nào. Tình yêu đối với anh là con tim nó phải rung động. Với tất cả những gì em mang đến và sự chân thành này, anh rung động và muốn là sẽ là một người em. Tình với anh thì em cũng đã rất suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ nhiều, thật sự rất nhiều. Lại gần em thêm chút nữa thôi. Thật chậm đi nghe.
lâu rồi. Em vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ anh. Và nếu mà anh có chuyện gì, bất cứ chuyện gì cũng được, anh cảm thấy buồn, hãy nhắn tin cho em. Em không muốn anh buồn quá nhiều. Giống như những dòng trạng thái anh viết trên Facebook, nó làm em cảm thấy buồn. Em không thể muốn người mình thích có quá nhiều nỗi buồn. Sao? Em vẫn sẽ ủng hộ anh mà. Và thế là em trong một chiều buồn em nói với anh. Anh nghĩ là cái chuyện yêu đương á, nó không phải là trong một phút, một tiếng hay là hai tiếng, ba tiếng mình gặp mặt ở nhau ở đây, và nó sẽ có một cái kết quả nó rõ ràng được. Và anh mong là ngay tại thời điểm bây giờ, anh và em sẽ là quen biết nhau và quý trọng nhau trên danh nghĩa là anh em. Và anh rất muốn giữ một mối quan hệ thật là đẹp đối với em. Và anh sẽ luôn nhớ một cô gái tên là Cao Thanh Huyền, và ngày hôm nay đã dám tới đây để tỏ tình với anh như vậy. Và mình lại bắt đầu lại, mình lại trò chuyện với nhau, mình lại theo dõi nhau trên Facebook, một tâm thế khác. Sau ngày hôm nay tất cả sẽ là quá khứ, và nó sẽ là một quá khứ đẹp cho một cái mối quan hệ đẹp, và mình sẽ bắt đầu một mối quan hệ mới. Em đồng ý không? Cảm ơn em. Câu đầu tiên em nghe cũng là cảm ơn, và câu cuối cùng em nghe cũng là cảm ơn. Em là một loài hoa, khi màn đêm buông xuống, hoa sẽ nở rộ. Hoa chỉ nở một lần rồi tàn, cũng tượng trưng cho vẻ đẹp chung thủy. Hoa Quỳnh, và đó là tên em. Em là cô gái miền Bắc, hiện em đang sinh sống tại Hà Nội. Em vô thành phố Hồ Chí Minh nhiều hơn 3 lần rồi. Giờ Hà Nội se lạnh, Sài Gòn thì ấm áp. So với tâm trạng lần trước, lần này em hoàn toàn khác biệt. Em muốn lẽo đẽo theo anh đến với chương trình Tình Yêu Hoàn Mỹ. Em vô cùng hồi hộp, bối rối lắm, cũng hạ quyết tâm để đến đây. Hôm nay bắt đầu ghi hình rồi, không biết câu đầu tiên bày tỏ với anh em phải nói câu gì đây. Hi, chào anh, em là... Hi, chào anh, em là Quỳnh. Chào em, anh là Hải Nam. Anh cảm ơn. Anh mở đi. Anh biết ý nghĩa của món quà này là gì không? Anh không. Sao? Bông gòn, băng ơ gâu. Nói chung là thuốc mọi người ạ. Thuốc đỏ này, thuốc mắt này. Thì năm 17 tuổi em chia tay một mối tình đau khổ nhất, nên kể từ đó em không muốn yêu ai và rung động ai nữa. Nhưng khi em gặp anh thì em thấy bắt đầu có cảm giác rung động. Lúc đó thì em chỉ muốn anh nhận diện ra để chờ một ngày em xuất hiện ở đây và bày tỏ với anh. Em muốn là anh đi quay hoặc là đi làm có thể mang nó theo phòng thân và bảo vệ mà chính mình. Cảm ơn. Anh có thích trẻ con không? Anh có, anh thích trẻ con. Em cũng thích. Nhiều lúc em có muốn mình là trẻ con nữa cơ. Mà trẻ con thì thường thích được xoa đầu. Cái hành động nhỏ thế thôi nhưng mà chứa rất nhiều tình cảm. Anh có thể thấy không? Thì anh có thể xoa đầu em được không? Xoa... kiểu như này à?
chạm vào mái tóc của em, phần đầu của em đấy. Mà anh có biết não bộ là trung tâm của cơ thể không? Thì chứa đựng rất là nhiều dây thần kinh ở đó. Khi anh chạm vào đầu em thì não bộ cảm nhận được điều đó và truyền đến dây thần kinh rồi xuống tim. Thế anh vừa chạm vào tim em đấy. Đêm nay anh có thấy sao trời tỏa sáng lung linh người ơi? Tự như riêng em nơi chốn đây, ngắm sao ngỡ mình với nhau có đôi. Em vẫn luôn giữ em chạm thử xem ngọt ngào từ lúc bên anh ngày vui. Niềm hạnh phúc khi ta có nhau, giấc mơ dịu dàng cho ta. Thôi đi tiếp đi. Đường hạnh phúc vẫn mãi chờ ta, dù ta qua bao khó khăn. Ngay từ khóa đầu tiên anh đã cảm thấy là mình đúng không? Thế bây giờ anh với em chơi một trò diễn xuất nhá. Em là Ran Mori, còn anh là Shinichi. Anh đọc đi. Chả phải hôm qua còn cậu còn đi gặp tên Okita còn gì. Cảm thấy hôm nay tôi muốn được hôn được story của anh là hôm nay anh đi quay nhưng mà hết pin rồi, muốn có người nẽo đẽo theo sau để sạc pin. Anh có nhớ cái đấy không? Anh có. Thì hôm nay anh đã có sạc pin dự phòng chưa? Anh vẫn chưa. Anh không mang hả? Anh không có nhưng mà anh không mang. Thế đó hả? Thì anh cho anh này. Thì anh cho anh này. Em này. À là anh. Anh cầm vào đây đi. Mưa chiều nay rơi mãi, vết tách mưa rơi lặng yên trên lối. Em cầu mong mưa sẽ mang yêu thương về. Vẫn cần anh thấy ấm không? Có. Lại truyền vào tim em rồi. Mưa sẽ tặng anh luôn đấy à? Ừ, là của em đấy. Em có hai cái. Hả? Tặng em một cái nhau. Em là em sạc đầy rồi, lát nữa về sạc. Ờ, cảm ơn. Lát nhập mượn xem. Sạc pin thì anh dùng khi anh hết pin. Nếu như cần thì em sẽ là sạc của anh nữa. Thực sự là anh hay là mỗi một anh ở đây rất muốn có một cái người mà bọn anh công việc thì rất nhiều. Có những lúc mà quay có thể là thông đêm này qua đêm khác thì rất là mệt mỏi. Và nhiều khi bọn anh chỉ muốn là sẽ có một cô gái mà mình yêu thương nhắn một tin nhắn. Anh à, anh có mệt không? Anh nhìn lên khung trời đi. Những chiếc máy bay giấy. Có cả mây nữa. Kia là gió thổi mây. Nhưng mà em chưa tìm thấy gió.
thích anh. Nếu như mà đêm về đây hay mang bình minh anh đến, nếu em ngủ quên hay mang nụ hôn gọi em thức giấc, bước chân nhẹ nhàng đêm lạnh xe vội ta. Ê đừng khóc, đừng khóc. Nào. Ôi đừng khóc, đừng khóc, ok. Lúc đấy thì em bày tỏ với anh Lam là em thích anh, nhưng mà anh ấy không nghe rõ. Nước mắt chảy ra kiểu cảm xúc nuối. Nói một người nói ra được lòng mình mà người mình thích thì em thấy... Muốn đi cùng anh về chân. Không khóc nha. Sự anh rất sợ nhìn thấy con gái khóc. Muốn anh kề bên tình em vì chút ngọt ngào đam mê. Hãy đến thật em đã lấy hết can đảm để lên đây tỏ tình anh rồi. Thời gian ngừng trôi mất. Can đảm thế nào? Riêng ta nắm tay thật chặt, môi hôn nồng say. Can you feel my heart? Love you, love you, love you, love you, love you. Nhận được điều đó và truyền đến dây thần kinh rồi xuống tim. Thế anh vừa chạm vào tim em đấy. Là anh thấy cuộc đời anh. Em chạm thử xem nào. Và cả tương lai là hiện tại không bao giờ phai. Tình yêu trong em vẫn luôn thầm lặng nhưng không có nghĩa không rộng lớn. Chỉ là em đôi khi khó. Sạc pin thì anh dùng khi anh hết pin. Nếu như cần thì em sẽ là sạc của anh nữa. Những cái mà em nói từ lúc đầu, em để ý anh từ cách đây 3 năm trước. Anh rất là cảm động và cảm kích. Anh rất cảm ơn em vì em đã đến đây. Anh biết mỗi một lần cái khoảnh khắc như này rất là khó khăn. Anh biết là để cần có một tình cảm với nhau để tiến tới thì nó cần một khoảng thời gian khá dài để tìm hiểu. Nhưng mà thực sự là đối với việc đi về tại chương trình ở đây là thực sự là nó cần một sự rung động. Và từ nãy đến giờ đối với anh ấy, cái anh cảm nhận được đối với em là thực sự nó là một sự cảm kích. Nó là một sự cảm kích về sự chuẩn bị cầu kỳ và lại một người nữa bay từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh để tỏ tình anh. Anh biết là có thể là sau lần này anh sẽ nhận nhiều sự chỉ trích bởi em là người thứ tư lên tỏ tình anh. Nhưng mà anh không thể nào mà anh vì thế mà anh dối lòng mình để anh nhận ra về với em được. Một khi anh đã nhận ra về với em, chắc chắn anh có trách nhiệm. Cứ thế thôi, không cần yêu anh đâu. Và thực sự là anh xin lỗi vì anh chưa có một cái sự rung động.
là thực sự là tình yêu, tình cảm thì nó cần sự rung động từ hai phía. Anh hy vọng là em có thể chấp nhận được điều đó. Thật không sao? Đừng khóc nhé. Hy vọng là chúng ta có thể làm bạn trong tương lai, biết đâu được. Chỉ cần thế thôi, không cần thế em chúc anh ở lại tìm được người mà anh rung động và yêu thương á. Chẳng đi đâu em đừng lo. Thì anh dẫn em. Anh cảm ơn rất nhiều và hôm nay anh sẽ đưa em về. Anh sẵn sàng tập gym với em. Anh muốn tìm hiểu thêm về em, về con người em nữa. Em mang anh về được rồi á. Anh thích em và anh sẽ về với em.